Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành và đây lại là một tập mới của Shut and Shoot. Yep, đã lâu quá rồi chúng ta hay là Jason không có đăng tải những video hay là tiếp tục cái series Shut and Shoot. Và Jason biết là có rất là nhiều bạn rất là thích cái series này, rất là thích xem những cái dạng video chill xuống đường im lặng và chỉ chụp ảnh thôi. Anyway thì Jason đã quay trở lại với một tập mới và đặc biệt tập ngày hôm nay là tập đầu tiên của Shut and Shoot mà Jason quay tại Việt Nam, và chính xác hơn là Jason đã có một buổi xuống đường chụp ảnh lang thang dưới phố ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và Jason cũng đã vô tình gặp được vài người bạn nhận ra Jason. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đến chào hỏi và giao lưu với Jason. Và Jason rất mong trong những tập Shut and Shoot tiếp theo Jason có cơ hội để gặp gỡ các bạn nhiều hơn. Anyway, ngay bây giờ Jason sẽ mở một bản nhạc thật là nhẹ nhàng và các bạn hãy cùng Jason lang thang xuống phố và chụp vài tấm ảnh đẹp nhé. À, thực ra là Jason ghi âm cái đoạn nói này và Jason nhận ra một điều là trong video này Jason đã set up cái GoPro nó hơi chĩa xuống một chút xíu, cho nên có những cái đoạn, có những cái góc mà các bạn thấy là cái GoPro nó chỉ chĩa thẳng xuống chân của Jason thôi. Hopefully là các bạn thông cảm. Và chắc chắn video tiếp theo, Shut and Shoot tiếp theo chúng ta sẽ làm cho nó chất lượng hơn. Jason sẽ cố gắng set up cái camera, cái GoPro của Jason ở một cái góc tốt hơn. Ha, let's go.